Kính chào quý vị khán giả. Đêm nay và sáng mai Bắc Bộ vẫn sẽ có sương mù, thậm chí là vùng ven biển và đồng bằng thì còn hóa mù ra mưa. Vùng núi và trung du lưu ý là sương mù khá dày, tầm nhìn nhiều nơi giảm xuống dưới 1 km, thậm chí là có điểm còn dưới 500 m, gây nguy hiểm cho quý vị khi di chuyển trên các cung đường đèo. Sau đó đến trưa và chiều mai mưa dứt, sương sẽ tan dần khi mà nắng xuất hiện ở nhiều nơi của Bắc Bộ. Trời ấm hẳn lên khi nhiệt độ tiếp đà tăng thêm 2 đến 3 độ so với hôm nay. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ vào khoảng 27 đến 30 độ. Thậm chí một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ như là Sơn La, Lào Cai, Điện Biên Phủ thì nắng nhiều, trời còn nóng rõ với mức nhiệt là 31-32 độ. Bắc miền Trung cũng có nắng vào trưa chiều mai giúp xua tan sương mù của buổi sớm. Nhiệt độ các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đồng loạt tăng lên, cao nhất sẽ là 28-32 độ. Quý vị có thể thấy hơi nóng khi ở lâu ngoài trời. Với Nam miền Trung và Tây Nguyên, dự báo ngày mai nắng sẽ tiếp tục lên từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất của các thành phố phổ biến trong khoảng 30-31 độ. Một số nơi như là Quảng Ngãi, Kon Tum thì khá nóng, 32-33 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, ngày mai trời sẽ ít mây và nắng mạnh hơn, nhiệt độ nhiều nơi có thể trên 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi thuộc miền Đông Nam Bộ thì có nắng nóng 35-36 độ. Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, gió là cấp 3 đến cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.